Nu xèo tất cả anh em nhá, mình là NTN đây, đẹp trai Max03 đến từ Bắc Giang. Ok, thì hôm nay mình sẽ quyết định là quay lại cho anh em một cái clip cực kỳ kinh dị luôn nha. Theo nghe đen đây anh em ạ, đó thì cho anh em xem thời gian thôi nhá. Hiện tại mình đang quay clip lại cho anh em xem vào lúc 23:15 nha anh em ơi. Đó thì đang lúc nửa đêm nhá. Thì hôm nay mình sẽ quyết định là quay cái clip là review top 10 những cái tài khoản mà bị ma ám trong FIFA ấy nhá. Chưa có lời giải thích nha anh em ạ. Đó, anh em nghe tiêu đề anh em đã dựng tóc gáy đúng không? Ok, thì trước khi vào cái clip ngày hôm nay thì mong là anh em kéo xuống bấm cho mình một nút like nhá. Anh em bấm like luôn đi, bởi vì cái kênh của mình dạo này đang ở đáy xã hội anh em ạ. View cực kỳ thấp luôn. 1.7 triệu sắp mà đăng video không đủ 50.000 view anh ạ. Buồn thật sự luôn. Đó thì mong là anh em bấm like, và anh em nào kiểu như không nhận được thông báo thì anh em nhớ là bật lại cái chuông nhá, để mỗi khi LTN ra video thì anh em có thể xem được nhá. Đấy, không thì mình mất tương tác mình buồn lắm. Đó, anh em nhớ xem đến cuối clip, anh em đừng có tua nhá. Đặc biệt là hai tài khoản quấy cực kỳ nguy hiểm luôn. Anh em mà giải đáp được thì anh em đẳng cấp luôn. Ok, bây giờ mình sẽ vô review cho anh em xem luôn nhá. Đó, thì cái tài khoản đầu tiên này mình xem nào. Đấy là mình đã sao chép lại ID nhá. Thì cái ID này mình cũng đã tìm kiếm trên YouTube này, TikTok các kiểu anh em ạ. Đấy thì mình tìm ra nhá. Ok, ID đầu tiên là 1 này, 1 2 3 4 5 6, 6 số 0 và 1 số 2 nha anh em ơi. Đó, tên là Crolo, thiểu quân đoàn Free Fire nha anh em ơi. Đấy, thì cái ạc này cho anh em xem kiểm tra luôn nhá. Anh em thấy chưa, cái ạc này level 100 nhưng mà chỉ có 5 like thôi. Đấy, anh em biết là anh em chơi 100 trận mà anh em lên được level 100 mà anh em chỉ được có 5 like thôi, anh em hiểu nó bị ma ám như nào đấy. Mà lại còn có tất cả những khẩu súng cực kỳ xịn là XM8 level 7 luôn này. Đó, anh em thấy chưa? Đây là Crolo thì thanh niên chơi Crolo nhá. Nhưng mà cái điều kiểu như đặc biệt ở đây là làm sao lên được level 100 mà trong khi đó chỉ có 5 like thôi. Bình thường anh em chơi 100 trận thì ít nhất thì anh em cũng phải được khoảng độ 50 like đúng không? Đấy, mỗi trận anh em phải được một cái like. Đấy, ít nhất là như thế. Đấy, anh em hồ sơ này. Anh em thấy chưa? Hồ sơ chỉ có chơi số trận sinh tồn chỉ có 120 trận thôi. Chế độ tử chiến. Đó, không chơi trận nào chế độ tử chiến luôn. Đấy, anh em thấy chưa? Đặt bom cũng không chơi trận nào luôn mà chơi sinh tồn chỉ có hơn 100 trận thôi, 130 trận tính cả team 2 và team 4 mà lên được level 100. Anh em thấy có ảo không? Chưa có lời giải thích luôn đấy, anh em nào kiểu như giải thích thuyết phục thì anh em comment xuống nha. Đấy, mình thấy chưa có lời giải thích luôn anh em ạ. Đấy, tài khoản này đúng bị mè ám rồi anh em ơi. Ok, tiếp tục nha, tài khoản đầu tiên này. Tài khoản thứ hai. Anh em sẽ bỏ cái số 2 đi và anh em ghi số 3 vào nhá. Đó, chính là tên là Kia Kia anh em ơi. Level 5 và đã up 30 ngày trước. Ok, mình sẽ kiểm tra cho anh em xem luôn nhá. Đó, không kiểm tra luôn anh em ạ. Cái tài khoản này anh em không kiểm tra luôn. Anh em ấn vào kiểm tra nó sẽ trả ra gì kiểu như nó đen xì như này luôn. Đó, anh em thấy chưa? Đúng kiểu như bị ma ám anh em ạ. Anh em thấy chưa, có tài khoản nào ở Việt Nam như thế không? Mình chưa gặp bao giờ luôn, chưa có lời giải thích ở cái ạc này luôn. Ok, tài khoản thứ hai như thế nhá. Tiếp tục là tài khoản thứ ba anh em ơi. Đó, mình sẽ review thêm một cái tài khoản y hệt như thế này. Đó, tài khoản 110 cũng tên là Kia Kia luôn nha anh em ơi. Cũng kiểm tra không có gì luôn. Đấy, anh em thấy chưa? Tài khoản thứ ba đấy. Rồi, tiếp tục nha. Tài khoản thứ tư nha anh em ơi. Rồi, ID lần này sẽ là 169. Ok, mình sẽ kiếm cho anh em xem này. 433 gì đây? 5650 5650. Đó, tên là BBI. Đấy, anh em thấy chưa? Đây là ạc ở server nước ngoài nhá. Thì cũng là level 100 đây anh em ạ. Ok, bây giờ mình sẽ kiểm tra luôn nhá. Đó, anh em thấy chưa? Cái ạc này level 100 nhưng mà cũng chỉ có 5 like y hệt như cái ạc trước luôn. Đấy, anh em giải thích của mình tại sao là chơi lên được tên đến tận level 100 rồi mà chỉ có 5 like. Bình thường là mình chơi 5 trận ấy thì mình đã được 5 like, mỗi trận trung bình mình kiểu gì chả được 1 like từ đồng đội đúng không? Mà lên level 100 thì phải chơi khoảng 100.000 trận. 100.000 trận mà chỉ có 5 like thì hơi lẹ đấy anh em ạ. Có đúng kiểu như bị mè ám không? Hình như cái tài khoản này ở bên Thái Lan anh em thấy chưa? Ở quân đoàn bên Thái Lan kìa. Ok, mình xem hồ sơ nhá. Ui, hồ sơ cái ạc này nó còn kinh dị hơn nữa anh em ạ. Bởi vì mình thấy là nó chỉ có chơi 14 trận thôi. Đấy, chế độ sinh tồn 14 trận này. Chế độ tử chiến là 4 trận, là 16 trận đấy anh em ơi. Đó, thì chế độ đặt bom chưa chơi trận nào. Thì tổng cộng là có 16 trận mà lên được level 100. Anh em thấy có lốc sốc không? Mình quá sốc luôn anh em ạ. Đấy, thẻ có cực thì mua tất cả các mùa luôn này. Gần như là hết luôn này anh em. Mà đã lên được level 100 rồi. Đấy, bộ đồ cũng khá xịn luôn. Đây là ạc này vẫn đang chơi nha anh em ơi, vẫn còn đang chơi nhá. Anh em thấy chưa? Anh không tin anh em có thể tìm kiếm ghi này xem. Ok, ạc thứ 5 rồi nha anh em ơi. Giờ đây ạc thứ 6 nha. Đây, mình sẽ cho anh em xuống rồi. Đặc biệt là cái ạc cuối, anh em nào mà giải thích được thì anh em lại đẳng cấp luôn. Ok, ạc thứ 6 thì mình tìm kiếm ID luôn nha. 6689 6689 88429 88429. Đây rồi,
LV kép level 1 nha anh em ơi. LV kép level 1 tên là như thế, cũng level 1 luôn. Cho anh em xem luôn này. Anh em thấy cái lền chưa? Cái lền này thì không phải là cái lền boss nha anh em ơi. Bình thường là cái ạc lúc đấy mình cho anh em xem ấy thì là cái lền boss thì kiểm tra nó sẽ không ra. Còn cái lền này chính là cái lền đã chơi game rồi nha. Đã chơi game rồi nha. Đấy thì mình còn mấy cái lền này được nhận nha. Nhưng mà cũng không tìm được. Anh em thấy ảo không? Một là tài khoản mình nghĩ là của FIFA cấp ra. Hai là tài khoản này bị mè ám anh ạ. Mình cũng chả biết tại sao luôn, chưa lời giải thích luôn. Ok tiếp tục nha. Tiếp tục nha anh em ơi. Nói chung mình sẽ review thêm cho anh em một hai tài khoản nó y hệt như này đó. Ok ID lần này sẽ là 1020 1020 173 173 173 chứ. Gì ở đây? 969 969. Rồi tìm kiếm luôn nhá. Tên là Tài 000K. Đó, tên là Tài, hình như Tài anh em ạ. Thanh niên ở server Việt Nam rồi. Đó. Anh em thấy chưa? Cái ạc này mới gọi là ảo ma Lazada anh em ơi. Giống hệt cái ạc cuối cùng cho anh em xem luôn. Đấy anh em giải thích xem cái ạc này tại sao mà cái ạc này không mua thẻ vô cực. Nó lại có cái áo thẻ vô cực mùa 2 là như nào? Có đúng kiểu như bị ma ám không anh em? Ảo thật đấy anh em ạ. Không mua thẻ vô cực mà lại có thẻ vô cực mùa 2. Đấy anh em nhìn thấy chưa? Không mua thẻ vô cực luôn nha. Đấy hồ sơ thì nói chung không quan trọng, quan trọng là cái thẻ vô cực. Không mua thẻ vô cực mà lại có thẻ vô cực mùa 2 mà ID mấy số đây? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 số luôn. Bình thường là mình thấy chỉ ID 8 số thì mình có thẻ vô cực đúng không anh em? Thẻ vô cực mùa 2 mùa 1 đi. Mà đây ID 10 số anh ạ. Anh Đức mỗi mời nha mày. Ok mình đang quay clip nha. Mình sẽ không vào nha anh em ơi. Cái ảo thật đây anh em ạ. Ok tiếp tục nha, tiếp tục nha. Mình sẽ tiếp tục tìm kiếm ID tiếp theo nha. Hình như đây cái thứ 7 thứ 8 rồi anh em ạ. Rồi cái này sẽ là 10. Cái này mình sẽ tìm thêm cho anh em xem nha. Đó anh em thấy chưa? Tên là Solo. Kiểm tra không được luôn nha anh em ơi. Đấy cái ạc này kiểm tra không được này. Level 75 nữa nha. Thấy chưa? Level 75 mà người kiểu như kiểm tra không được luôn anh em ạ. Thì biết là level 75 là anh em biết là chơi rất là nhiều đúng không? Đấy chơi rất là nhiều nên mình level 75. Mình chơi 5 năm rồi. Giờ mới level 72. Mà thanh niên này level 75 thì anh em biết là cũng chơi từ thời đầu rồi anh em ạ. Mà tìm đấy đi cũng chỉ có 8 số thôi anh em ơi. Đấy chơi level 75 mà tìm không ra thôi anh em ạ. Ảo thật đấy anh em ơi. Kiểm tra không được luôn. Đây đúng tài khoản bị mẹ ám rồi. Ok tiếp tục nha. Tài khoản này cũng quả ID cực kỳ động luôn. Đây là tài khoản thứ 9 nha anh em ơi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đó. Anh em thấy ID cực kỳ đẹp luôn. Level 5 nha. Đấy mình kiểm tra cho anh em xem này. Không được luôn. ID đẹp như này mà không được luôn anh em ạ. Đấy level 5 nha. Đấy cũng không tìm được luôn. Mấy cái tài khoản này cực kỳ kinh dị luôn. Ok tài khoản cuối cùng là tài khoản số 10 nha. Đó 10005. Đó, ôi thế không ra. Từ từ hình như mình ghi thừa một số anh ạ. Đây cũng thế nha. Tìm không ra nha anh em ơi, tìm không ra luôn. Anh em thấy chưa? Mấy cái ạc cực kỳ là kiểu như bị mẹ ám anh em ạ. Chưa có lời giải thích luôn. Đấy anh em đừng nên tìm kiếm vào lúc đêm nha. Sẽ gây sợ đấy anh em. Ok, đây cái là lần này mới là cái ạc gọi là kinh dị anh em ạ. Đây chính là cái ạc của Ngọc Diễm nha anh em. Đấy, mình sẽ kiểm tra luôn này. Đó, Diễm he he nha. Anh em thấy gì chưa? Thẻ vô cực mùa 1 mà ID của Ngọc Diễm này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ID 10 số luôn anh em ạ. Mà có thẻ vô cực mùa 1. Đó, anh em giải thích đi tại sao Ngọc Diễm này có thể như vậy. Anh em mà giải thích được cái ạc này thì anh em sẽ giải thích được cái ạc mà lúc nãy mà có thẻ vô cực mùa 2. Đó, uy tín luôn nhá. Rồi, ok thì clip của mình đến đây là kết thúc nha. Thì cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi đến cuối clip này. Bye bye anh em. Anh em nhớ là bấm like nha để giúp mình lấy lại tương tác nha anh em ơi. Anh em nào có ý tưởng hay thì anh em nhớ là comment bên dưới nha. Ok. Bye bye.